Thưa sư, cho con hỏi, khi hành thiền thì sử dụng tưởng, làm việc trên tưởng, nhưng cũng do tưởng làm việc liên tục nên đầu óc cứ hoài suy nghĩ chuyện này kia, dẫn đến thất niệm phóng dật. Hai tưởng này khác nhau như thế nào? Quý vị hiểu sai. Tôi nói thẳng là quý vị hiểu sai. Và quý vị thực hành sai. Đi chờ xin tí. Tại sao sư nói như vậy? Bởi vì đó, cái tưởng là cái sự nhận thức đối với đối tượng. Khi chúng ta hành thiền, cái đối tượng của chúng ta là duy nhất. Nó chỉ có một đối tượng thôi, không có nhiều đối tượng. Thì khi mà chúng ta hành thiền thì càng lúc cái tâm của chúng ta nó càng đưa đến sự nhất tâm. Tức là cái dòng tâm thức của chúng ta nó liên tục nó chảy về một cái đối tượng thôi, nó tập trung về một đối tượng thôi. Nó không có chạy ra ngoài cái đối tượng đó. Còn cái việc mà chúng ta chạy ra ngoài cái đối tượng đó là do chúng ta thiếu định. Tức là chúng ta không có sự tập trung. Chúng ta thiếu niệm, chúng ta không có sự ghi nhớ. Đấy. Cho nên ấy, khi mà quý vị thất niệm, chỉ đơn giản là quay trở lại đối với đề mục, tiếp tục theo dõi nó, định tâm trên đó, chứ không phải là quý vị hiểu lầm là do chúng ta dùng tưởng quá nhiều bắt đầu nó suy nghĩ lung tung. Không phải. Tôi đưa ra một ví dụ để cho quý vị dễ hiểu như thế này. Một cái đứa học sinh làm toán ấy, thì nó càng làm toán nhiều, một cái dạng đề bài như vậy, nó càng làm nhiều thì nó càng đúng nhiều, nó càng chuyên nghiệp nhiều và nó càng nhanh. Lần sau nó gặp cái dạng đề bài đó, nó không cần mất thời gian, nó làm cái rẹt là nó giải ra được bài toán. Chúng ta không thể nào chúng ta nói rằng do nó làm toán nhiều cho nên nó làm toán sai. Đó là một cái lý luận nó hết sức sai lầm. Nó sai về bản chất. Hoặc một cái người thợ vẽ, khi họ vẽ càng nhiều thì cái nét vẽ họ càng cứng và cái khả năng phối màu của họ càng tốt. Thì cái sự rèn luyện của họ đối với sự vẽ đó, nó càng giúp cho cái vẽ của họ nó càng lúc nó càng chuyên nghiệp. Chúng ta không thể nào nói rằng do họ vẽ nhiều, họ mỏi tay cho nên bắt đầu họ vẽ càng vẽ, họ càng vẽ tầm bậy. Họ càng vẽ càng họ càng, nó càng xấu. Nó sai, nó khác về bản chất. Hoặc như một cái người nghệ sĩ, một cái người ca sĩ, họ rèn luyện cái âm thanh của họ để nó đúng với cái điệu nhạc. Sẵn nói một cái hơi ngoài lề, từng có một cái người ca sĩ nghiệp dư hướng dẫn cho sư, họ còn là cư sĩ đó, hát rất là dở, xin thưa là hát lên rồi cất giọng lên người ta nín thở, hát dở lắm. Nhưng mà khi gặp cái anh ca sĩ nghiệp dư này, anh nói đó, không có ai hát dở, mà anh có hát đúng hay không thôi. Cái giọng vốn dĩ giọng mình không có một cái giọng nào dở hết trơn. Nếu như anh hát đúng nhịp, anh hát đúng nốt thì giọng anh sẽ hát nghe sẽ hay. Và đúng, khi mà ảnh hướng dẫn sư trong vòng 3 tháng
Rồi tới hồi mà đi hát karaoke với những người làm chung công ty họ hết hồn nó, ủa dối chí hát hay dữ vậy. Cái vấn đề nằm ở chỗ là mình có sự rèn luyện, còn khi mình không rèn luyện mình hát nó dở ẹc kìa. Thì như vậy đó, mình không thể nào nói là do anh hát nhiều quá, anh rèn luyện cái giọng anh nhiều quá thành ra anh hát nó dở, nó sai. Cái gì mình càng rèn luyện thì mình càng tốt. Cũng vậy, khi quý vị dùng cái tưởng là gì? Tưởng là sự nhận biết. Quý vị càng lúc quý vị càng tập trung vào đối tượng của quý vị thì càng lúc cái tâm quý vị càng định được tốt hơn, cái niệm khả năng cái niệm của quý vị càng tốt hơn và cái tưởng của quý vị nó sẽ càng lúc nó càng gom lại, nó càng tập trung về cái đối tượng của nó và càng lúc nó càng khó chạy rong ra ngoài. Cho nên chúng ta không thể nào chúng ta nói rằng do chúng ta tập trung cái tâm này nó quá nhiều thành ra bắt đầu cái tâm nó chạy tùm lum. Thành ra nếu mình không thể lấy nó làm lý do được. Có một nguyên nhân như thế này. Nó giống như một cái người mà lực sĩ hoặc là một cái người làm công việc tay chân, họ bốc vác đồ, họ làm nó cố sức tới họ nó nặng quá rồi, họ làm nó mệt. Nếu mà ai quý vị mà có đi tập gym á, mấy ngày đầu quý vị sẽ cảm nhận cái này, tức là mình tay nó bắt đầu nó co cứng cơ mà mình làm việc nó rất khó, tức là khi chúng ta làm cái sức chúng ta nó quá mệt rồi, nó quá rã rời rồi thì lúc đó mình không làm nổi cái chuyện gì nữa hết, cơ thể mình nó mệt mỏi nó rã rời. Với một số người khi họ hành thiền mà họ chưa có thuần thục ấy, họ họ cố sức cái tâm của họ đó, họ cố sức quá nhiều quá mức cần thiết, nó dẫn đến cái tình trạng là họ mệt mỏi, là bởi vì họ tập trung đó, quá dữ dội đó, nó sẽ dẫn đến tình trạng họ mệt mỏi và khi họ mệt mỏi như vậy cái tâm họ trở nên phóng dật. Cái vấn đề do đâu? Cái vấn đề là do họ chưa có thuần thục, thành ra họ cố sức quá đáng và họ không có được cái sự cân bằng cho nên họ mới dễ phóng dật. Còn khi mà chúng ta thuần thục hơn ấy, chúng ta biết tiết chế thì chúng ta có thể giữ chánh niệm được một cách liên tục, thậm chí là 24 trên 24, nó không khiến cho chúng ta mệt và chúng ta sẽ cảm thấy chính vì cái chuyện thất niệm nó mới mệt, chứ còn cái chuyện giữ gìn chánh niệm liên tục nó không có mệt. Ví dụ như đó, cái người mà tập võ đó mà mới thì họ không biết tiết chế cái sức lực của họ, họ tung đòn hết và sau đó họ mệt rất là nhanh. Nhưng mà cái người mà võ sư đó mà họ có nhiều kinh nghiệm thì họ sẽ biết tiết chế lúc nào họ cần ra sức nặng hay nhẹ, lúc nào họ cần thu sức lại thì cái khả năng mà liên tục của họ nó được bền bỉ hơn. Đấy,